Vào chiều nay tại thành phố Vinh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học. Đồng chí Lê Hồng Phong, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam. Chủ trì hội thảo có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các ban ngành của Trung ương, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ban ngành tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo các tỉnh thành gắn liền với hoạt động của đồng chí Lê Hồng Phong, đại diện thân nhân gia đình cùng các đại biểu nhà khoa học ở Trung ương và địa phương. Hội thảo khoa học là hoạt động thiết thực kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong, 1902-2022. Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lê Hồng Phong tên thật là Lê Huy Doãn, sinh năm 1902 tại làng Thông Lãng, Tổng Phủ Long, nay là xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, một vùng quê giàu truyền thống yêu nước, đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Trong phát biểu đề dẫn hội thảo, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, đồng chí Lê Hồng Phong đã trọn đời đấu tranh, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, nêu tấm gương sáng về một nhà lãnh đạo chủ chốt xuất sắc của Đảng, người chiến sĩ cộng sản trung kiên, bất khuất của cách mạng Việt Nam. Đồng chí là người được Quốc tế Cộng sản cử về chủ trì tái lập hệ thống tổ chức Đảng và phong trào cách mạng sau khi cao trào cách mạng 1930-1931 bị địch khủng bố trắng, hệ thống tổ chức Đảng bị tan vỡ, cách mạng Việt Nam lâm vào thoái trào. Vượt qua nhiều khó khăn gian khổ hiểm nguy, đồng chí đã tích cực chắp nối gây dựng cơ sở, mở lớp huấn luyện cán bộ và chỉ đạo từng bước xây dựng khôi phục phong trào cách mạng trong nước. Đến cuối năm 1934, hệ thống tổ chức của Đảng trong cả nước đã được khôi phục, lực lượng cách mạng phát triển nhanh chóng. Vì thế, hội thảo là dịp để cán bộ đảng viên và nhân dân tiếp tục tri ân và tôn vinh những công hiến to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An. Xây dựng một nước Việt Nam rất được gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là bước ngoặt hết sức quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong. Năm 1925, đồng chí trở thành một trong những cán bộ đầu tiên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, một tổ chức tiền thân của Đảng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thành lập. Học tập noi theo tấm gương của người thầy vĩ đại Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Hồng Phong đã cống hiến trọn đời vì mục tiêu lý tưởng cách mạng cao đẹp của Đảng và dân tộc, đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết, trước hết và trước tiên là vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân. Trong quá trình hoạt động cách mạng, dù nhiều lần bị địch bắt giam và tra tấn tàn bạo, đồng chí vẫn giữ vững khí tiết của người cộng sản, trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, kiên cường bất khuất chống kẻ thù, bình thản trước những đòn roi tàn bạo của chúng. Bị kẻ địch hành hạ dã man, cơ thể ngày càng bị suy kiệt, đồng chí Lê Hồng Phong vẫn nỗ lực động viên các đồng chí đang bị giam giữ nơi địa ngục trần gian Côn Đảo giữ vững ý chí cách mạng, tinh thần lạc quan, niềm tin vào tương lai tất thắng của cách mạng. Đồng chí anh dũng hy sinh, nhưng lời nhắn nhủ của đồng chí, nhờ các đồng chí nói với Đảng rằng tới giờ phút cuối cùng, Lê Hồng Phong vẫn một lòng tin tưởng vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng, vẫn còn vang vọng mãi trong tâm khảm của những người cộng sản và sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh, đồng chí Lê Hồng Phong đã kế thừa và phát huy những giá trị quý báu của vùng đất, con người xứ Nghệ để hình thành nên những phẩm chất nhân cách cao đẹp của người cộng sản ưu tú, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam. Bằng những hoạt động cống hiến xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đồng chí Lê Hồng Phong đã làm rạng danh cho quê hương Nghệ An, tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp, lịch sử cách mạng vẻ vang, niềm tự hào của quê hương xứ Nghệ. Trên bước đường hoạt động, đồng chí đã có ảnh hưởng to lớn, góp phần động viên thúc đẩy phong trào cách mạng ở Nghệ An phát triển mạnh mẽ cùng với phong trào cách mạng chung của cả nước. Phát huy truyền thống của quê hương Xô Viết anh hùng, học tập tấm gương Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và lớp lớp các thế hệ tiền bối cách mạng, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã kiên trì, bền bỉ, vượt qua khó khăn thử thách và có nhiều đóng góp quan trọng qua các thời kỳ cách mạng, góp phần cùng nhân dân cả nước giành thắng lợi vẻ vang trong cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.
Đặc biệt, gần 3 năm qua, trước tác động và ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, nỗ lực duy trì khôi phục phát triển kinh tế xã hội và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Hội thảo khoa học kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong cũng là dịp cả nước hân hoan kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trong những ngày tháng 9 lịch sử này, chúng ta càng thấu hiểu và trân quý hơn những công hiến hy sinh to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong, các bậc tiền bối cách mạng, lớp lớp đồng bào chiến sĩ đã ngã xuống để có được cuộc sống thanh bình, tươi đẹp như ngày hôm nay. Thông qua hội thảo khoa học sẽ góp phần làm phong phú, sâu sắc thêm về cuộc đời, tôn vinh công lao, đóng góp của đồng chí Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, hiểu hơn, tự hào hơn về truyền thống lịch sử, văn hóa của đất và người Nghệ An. Tại hội thảo, các thảo luận đã tập trung làm sâu sắc hơn 4 nội dung cơ bản gồm: đồng chí Lê Hồng Phong, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản quốc tế kiên trung, người học trò xuất sắc của lãnh tụ Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực, và đồng chí Lê Hồng Phong, người con ưu tú của quê hương Nghệ An. Từ sự phân tích những hoạt động và công hiến to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong, các tham luận tại hội thảo đều khẳng định đồng chí là tấm gương sáng ngời của người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã trọn đời chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng vẻ vang của đồng chí Lê Hồng Phong mãi mãi là tấm gương sáng cho cán bộ đảng viên và nhân dân các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo. Tinh thần, bản lĩnh, phẩm chất người cộng sản của đồng chí Lê Hồng Phong là tài sản vô giá của Đảng và cách mạng Việt Nam, có giá trị trường tồn, sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam. Trước đó, vào cuối buổi sáng nay, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã dẫn đầu đoàn đại biểu, ban chỉ đạo, ban tổ chức hội thảo và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã về tại khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong.